Alo, ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với clip chơi game tập quick. Thì ngày hôm nay sẽ chơi thể loại là chưa nói xong. Ôi mẹ, sao thằng này lại bay này? Tôi bắt đầu thấy có cái gì không ổn rồi đấy, bắt đầu thấy hay hack à? Ở đây cả thằng kia nữa, cả cái thằng gì mà bơm bơm kìa, bơm áo kìa. Thôi thôi, hình như là gặp hack rồi. Mẹ thật, hôm nay tôi đi chơi Zumbai cho nó vui mà bây giờ lại gặp và đừng ngừng tụi tôi là trận này có hack nhá. Tôi không bắn ra mà. Thì mai nó sẽ cầm cái nỏ Demon ở cái bộ sáng 4 đi đấu Zumbai, bởi vì là tôi không thể mang này vào rank được. Mang vào rank mà cầm này chẳng khác gì tự sát đâu. Nên là tôi mang vào Zumbai thôi. Lâu lâu tôi đổi gió một tí. Nào bây giờ lúc nãy tôi thấy có hai cái thằng nó biết bay ấy, thằng SVK cuốn với cả cái thằng gì bơm áo đấy. Nhưng mà hai thằng này biết bay, tôi đảm bảo thằng này là hai thằng này là hack rồi. Chờ xem nào, đợi xem cái thằng nó bị cào xem có đúng không. Thì cái tài khoản này là tôi mượn được của một bạn tên là Huyền. Bạn ấy không muốn tôi công khai cái nick Facebook với cả cái tên họ tên bạn ấy. Chắc là kiểu là... Ê, đồ thằng này bị nhiễm rồi này. Ui rồi. Ôi biết ngay. Quả này thì coi như là lộ nguyên hình rồi còn gì nữa. Thôi thoát. Đúng là bây giờ tôi cũng chịu bọn này luôn ạ. Đi danh thì cũng gặp hack, bây giờ đi hôm nay vào rồi vào Zumbai cũng gặp hack. Thế này thì biết chơi cái gì? Tôi sang trận mới rồi, tôi chơi đi. Thôi thì nhắc lại một chút, nhắc lại lúc nãy thì ác này tôi mượn được của một bạn tên là Huyền và nói chung là bạn này không muốn tôi công khai họ tên với cả Facebook, bạn ấy chỉ bảo tôi là khi giới thiệu thì cứ nói là tên bạn ấy là Huyền thế được rồi. After tên là Quyền 36 thì các bạn cũng biết rồi. Đấy, thì cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái tài khoản này để mình làm clip. Rồi, ok. Wow. Thường thì tôi hay gọi mấy cái bọn Zumbai này, nó gọi là đầu cắt chọc, bởi vì là trên đầu nó chả có một cọng tóc nào luôn. Gọi là Zumbai nó hơi nhàm, tôi thích đặt từ biệt danh tự do mà lại. Thực sự là cầm cái nỏ này đôi khi tôi phải dùng lục để tôi có nhiều tầm nhìn hơn một tí, bởi vì cầm cái này nó che rất là nhiều màn hình luôn. Cộng thêm với cả cái tâm to như cái đĩa ấy. Nên là rất là khó chịu. Bắn thì cung nó cứ bay, nó bay từa lưa ấy. Kẻ tôi dù tôi nhắm trúng nó vẫn cứ bắn trượt thôi. Bắn kiểu này, bắn kiểu táp bắn nhanh này thì sự rất là khó trúng này. Thôi tiết kiệm mũi thì thôi rồi. À thật. À, chết. Đúng rồi đấy. Thôi tôi đứng ở đây, tôi kem tôi dình chờ Dung Mai lên thì tôi bắn một thể. Đợi cho mấy ông kia bị cào hết, lúc mới bắn nó mới thú vị được. Nào bây giờ ra đây nha này, cứ từ từ thôi. 63 cái mũi tên nhưng mà tôi bắn một tí cũng hết thôi mà lại. Nên là phải tiết kiệm. Nào. Cứ phải từ từ thôi, không phải vội. Mà thực sự là để mà nói thì tôi chơi Zumbai nhá thì zombie cào rất là ảo luôn. Tôi phải nói thật là nó cào rất là ảo luôn. Kể cả cho dù mình ở cự ly rất là xa nhưng mà nó vẫn cào trúng được. Zumbai kiểu này thì còn gọi gì là Zumbai nữa. Cào thì mà ảo vãi cứt luôn đi. Nào lên đây. Ôi. Từ từ thôi. Ôi. Mẹ đèn quá thì mất thôi. Từ từ thì bây giờ chạy làm sao được chứ, lại máu đã yếu thế này rồi thì không phải chạy được đâu. Tốt nhất là cứ quay lại mà chiến đấu thôi. Làm hero để làm gì?
À, bây giờ thì để đi lại đến đây thôi. Chờ hàng đến. Ủa tôi phải, mà tôi cũng phải canh, nhưng mà cái thằng đứng trên này sợ nó làm zoom vãi trường. Ơ à, mấy ông mày đây, sao lại quăng smoke vào ra làm gì? Bị có vấn đề à? Này, ui rồi một mạng rồi, có một mạng rồi. Nào, ai à, ai à? Rồi mẹ bị KS kinh vậy. Nào, đúng rồi, mấy thằng hay lắm đấy, mấy thằng đồ cắt chọc ạ. À. Tao yêu chúng mày. Đúng rồi, cứ cào hết đi nhanh lên rồi rồi cứ mò lên đây để tôi còn được tận. Ở đây định mệnh lại lại con nữ y tá kìa. Con nữ y tá này. Đấy em thấy ảo chưa? Mấy cái ông mà khi mà cầm nữ y tá quỷ nhá là nó thì không bao giờ bắn trúng được đâu. Ảo tung chảo ra luôn. Tự nhiên thì quái nào tôi lại bị cào, tôi lại bị cào sau mà tôi đứng sau mà bọn này mấy thằng này mà. Thế mà cũng bị xơi đòn được. Còn lại một chú hero vào luôn. Hôm nay thì tôi cảm thấy ngày hôm nay chắc có lẽ tôi chỉ làm ngắn ngắn tí bởi vì thực sự là tôi không giỏi gì trong việc đi zombie mấy. Thực sự là tôi làm tôi mục đích là vui. Chứ cẩn thận. Ui giời may quá. Sao nhiều ông thế này, từ từ để bớt xuống đi. Nhiều quá nó lại vướng nhiều nhiều chỗ, lúc đấy lại bất tiện bất lợi. Nào đây, ôi mày còn vẫn vẫn còn mạng rồi. Chu cho mày à, quăng quả lựu xuống lại bị cản, lại bị sơn mất hàng đấy. Nào. Ui giời, bắn gì toàn trượt không thế này. Khó chịu thế không biết thế này. Này, như thế này làm sao? Rồi. Đấy, mấy ông mà mấy con đầu cắt chọc nó di chuyển đấy. Nó khó thế không biết. À, ôi, từ từ thôi. Ui rồi ôi. Mày quá đi mất, không khéo là bọn này hơi nhiều quá rồi đấy. Mà tôi còn có 17 cái cung nữa này. Ôi thôi, chết em rồi. Chết đi thằng hero này. Chém cái gì? À, ông kia chạy làm sao được chứ này. Mẹ chết luôn rồi. Thôi thì thôi, chắc là tôi cũng dừng clip tại đây thôi. Chứ bây giờ thực sự là hôm nay tôi cảm thấy hơi chán. Tôi làm tí thôi. Có gì là ngày mai nó sẽ tiếp tục sang bên Indo. Tôi review súng mới, xong rồi lại như thường lệ lại sang Việt Nam tôi quay clip. Đấy. Cào lên. Ghé đằng sau lưng kìa. Thôi được rồi, cảm ơn tất cả các bạn xem clip của tôi. Chào các bạn.